là tiết kiệm chi phí sử dụng, đồng thời còn thu được lợi nhuận từ việc bán phần điện sử dụng không hết cho ngành điện. Ngày càng có nhiều hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời qua lưới để sử dụng, và nhu cầu này hiện vẫn còn rất lớn. Điện năng lượng mặt trời qua lưới sử dụng tấm pin để nhận bức xạ mặt trời và chuyển thành dòng điện một chiều. Nguồn điện này được bộ inverter qua lưới chuyển thành dòng điện xoay chiều và tự động qua vào nguồn điện lưới để cung cấp cho các thiết bị điện. Hệ thống luôn ưu tiên sử dụng 100% điện năng lượng mặt trời. Chỉ khi nguồn điện năng lượng mặt trời thiếu, hệ thống mới tự động bổ sung nguồn điện lưới để cung cấp cho các tải tiêu thụ. Khi nguồn điện mặt trời cung cấp cho các tải tiêu thụ dư, thì lượng điện dư sẽ phát ngược lên lưới thông qua công tơ điện tử 2 chiều. Công tơ đo đếm 2 chiều. Thì khi mà khách hàng mà sử dụng điện của điện lực, thì công tơ nó sẽ đo đếm vào cái chiều giao là điện lực giao cho khách hàng. Còn khi mà điện năng lượng mặt trời của khách hàng dư bắn ra cho điện lực thì sẽ phát ra lưới, thì công tơ sẽ phát ra đến theo cái chiều nhận là điện lực nhận của khách hàng.